đi vào tên luôn. Trời ơi, trời ơi, kia nó đang quậy lại kìa. Trời ơi. Quá nguy hiểm các bạn. Rồi bây giờ vỏ lãi kè cái ghe này lên nha các bạn. Quá ghê, quá ghê, quá ghê. Phải nói là rất là hồi hộp nha các bạn. Chạy lên thó đen hết trơn, không phải chơi đâu. Quá xiết. Quá trời quá đất luôn rồi. Các bạn này quá chịu, chịu chặn luôn rồi các bạn. Hồi hộp dữ lắm luôn á. Nước này nó chảy quá trời chảy rồi. Lên phố đen bây giờ. Quá trời chảy.
từ để cho cái chạy thẩm lên nha các bạn. Đây qua vô anh này thì mệt lắm, rồi nguy hiểm. Rồi ông nội chạy chạy lên cái ghê vậy ta. Đó, ông đang chơi lên nè. Má đi biển dài. Chạy cũng không xiết lắm. Chiếc này chở cây mai dán con cọng hai cây, hai cây mai rất là đẹp các bạn. Cái bờ biển mà chở rất là nhiều thủy thủ quá, ngoài biển tới về các bạn ơi, thủy thủ của ghe biển gì đây, Kiên Giang, quá trời vui. Trời ơi trời, ngồi rồi, ghe biển nhỏ xíu mà đông dữ vậy trời, đâu về. Quá trời ơi.